Càng về cuối năm, tình hình vận chuyển pháo lậu trên tuyến biên giới Quảng Trị càng diễn biến phức tạp. Các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để đưa pháo qua biên giới và vận chuyển vào thị trường nội địa để tiêu thụ. Chiều tối muộn và trạng sáng là thời điểm mà các đối tượng vận chuyển pháo lậu hoạt động. Dù các đường mòn lối mở dọc sông Sevon theo biên giới Việt Nam-Lào bị các lực lượng chức năng khóa chặt, nhưng các chuyến đò vận chuyển pháo lậu vẫn hoạt động ngược xuôi bằng cách đội lốt làm nghề cá để cũng có thể chở các mặt hàng lậu nếu vắng lực lượng chức năng. Xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa là điểm nóng của việc vận chuyển pháo lậu. Chính vì vậy, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Bảo đã tăng cường thêm lực lượng. Vào thời điểm giữa trưa, cuối giờ chiều đến đêm, các tổ tuần tra thường đi dọc bờ sông và tổ chức mật phục dọc các đường mòn lối mở. Càng về thời gian giáp Tết, các hoạt động buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tình trạng vận chuyển pháo lậu. Trước tình hình đó, đồn đã thành lập các tổ tuần tra mật phục 24/24 để kịp thời ngăn chặn, phát hiện các hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Chính vì việc buôn pháo lậu có lợi nhuận cao từ bên kia biên giới với một hộp pháo có giá chỉ chưa đến 200.000 đồng, nhưng khi đưa vào nội địa tiêu thụ thì mức giá từ 500 đến 700.000 đồng một hộp. Các đối tượng đã tìm đủ các thủ đoạn như ngụy trang pháo lậu dưới các mặt hàng nông sản, lá chuối để hòng qua mặt lực lượng chức năng. Tôi biết thời gian này là gần Tết rồi, gia đình tôi quá cực nên tôi phải đi vận chuyển pháo trái phép. Ngoài việc chốt chặn tuần tra mật phục dọc biên giới, lực lượng biên phòng còn phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh ngăn chặn việc vận chuyển buôn bán pháo lậu trên tuyến quốc lộ 9 kéo dài từ biên giới về nội địa. Lợi nhuận cao thì các đối tượng là triệt để lợi dụng mọi phương thức thủ đoạn để mua bán vận chuyển pháo trái phép từ bên kia biên giới để đưa vào nội địa tiêu thụ. Trước tình hình đó, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch đấu tranh ngăn chặn, đồng thời là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan tổ chức các phương án mật phục và bắt giữ các đối tượng, ngăn chặn giảm thiểu tối đa tình trạng mua bán vận chuyển pháo trái phép dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chỉ khoảng một tháng trở lại đây, lực lượng biên phòng Quảng Trị đã phát hiện bắt giữ khoảng 1 tấn pháo ở khu vực biên giới Việt Lào. Càng gần dịp Tết, pháo lậu càng nóng. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị cũng đã đề nghị biên phòng Quảng Trị tăng cường lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác đấu tranh ngăn chặn triệt để.